Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên Kiếp này ta yêu nhau của tác giả Quỳnh Châu. Tập 8 rất lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Phong sau khi rời khỏi nhà hàng thì chạy xe tới quán của Thu Trà đến nơi mình phòng lưỡng lự nửa muốn vào nửa lại không sau một hồi trần trừ vì muốn được thấy thu trà muốn gặp thu trà sau bao ngày nhớ mong nhắn tin gọi điện thu trà không trả lời giờ đến đây rồi nên anh đánh liều đi vào mình phòng chọn một bàn ngồi gần quầy pha chế để có thể quan sát thu trà rõ nhất rồi anh ta gọi một ly cà phê phía bên trong bé nhân viên bị đau bụng cho nên thu trà phải pha rồi đem ra cho khách minh phong ngồi chờ thấy người bê cà phê ra là thu trà thì mừng lắm anh ta nhanh tay lấy khẩu trang đeo lại vì sợ thu trà nhận ra thu trà vẫn không hề biết người khách này là minh phong cho đến khi ly cà phê được đặt xuống cô quay người đi vào trong thì bị bàn tay của khách nắm lại cô giật mình theo phản xạ hất tay mình ra khỏi tay người khách kia rồi nói anh làm cái gì vậy hả? Muốn giở trò gì đúng không? Anh có tin tôi la lên cho mọi người biết không? Lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, nên Minh Phong kéo khẩu trang xuống, nhìn Thu Trà rồi nói: "Thu Trà, là anh đây, Minh Phong đây. Anh nhớ em lắm Thu Trà. Chúng ta quay trở lại như xưa được không? Anh sẽ ly dị Hà Mi rồi về ở cùng em được không Thu Trà?" Vừa nói, Minh Phong nhào tới định ôm lấy Thu Trà nhưng cô đã nhanh chân né qua, làm cho Minh Phong ôm hụt chuối về phía trước, xém tí nữa là té. Khi nghe giọng vị khách cất lên, Thu Trà đã rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ đấy là Minh Phong. Sau khi nghe những lời nói đó thì cô bất ngờ mỉm cười rồi nói: "Anh không nhớ hay cố tình quên vậy? Anh là đã có vợ rồi đấy, chứ không phải là người độc thân nữa. Làm ơn bỏ ngay những suy nghĩ đó đi, Minh Phong à. Với lại tôi bây giờ cũng đã có người yêu." chúng tôi còn dự định sẽ làm đám cưới nữa nên tốt nhất anh mau về mà lo cho vợ con mình đi tôi với anh giờ hết tình cũng cạn nghĩa nên sau này anh đừng làm phiền tôi nữa anh cũng biết người yêu tôi làm nghề gì mà đúng không anh ấy mà biết anh đến làm phiền tôi như thế này thì anh nghĩ anh có còn yên ổn để làm ở cái gara đấy hay không lời thu trả vừa dứt thì bên ngoài mỹ linh cùng hà my cũng đang bước vào Hà Mi lúc đến cửa quán thấy Minh Phong tiến đến nắm tay cô gái kia thì liền đi thật nhanh vào, vừa đi miệng vừa la lớn. Minh Phong, anh đang làm gì đấy? Anh giỏi lắm. Vợ thì bầu bì sắp sinh tới nơi mà anh còn ở đây ngoại tình tay nắm tay với con khác hả? Còn chị nữa, hai người đã chia tay lâu rồi, sao chị không buông tha cho anh Phong mà còn ve vãn anh ấy vậy hả? Chị muốn con tôi sinh ra không có ba đúng không? Mình phòng nghe tiếng Hà Mi nói thì quay lại. Anh ta không ngờ rằng Hà Mi lại biết chỗ này mà tới. Mỹ Linh đứng kế bên khẽ mỉm cười trong lòng. Không ngờ lại có kịch hay để xem như vậy. Những người có mặt ở trong quán, nghe Hà Mi nói vậy thì cũng bắt đầu xôn xao. Họ nói thu trà đúng là con giáp thứ 13. Rồi vợ người ta sắp sinh mà còn quyến rũ chồng người ta nữa. Còn vài người thì lấy điện thoại ra bắt đầu quay. Mỹ Linh cũng không ngoại lệ. Thu trà nhìn thấy Mỹ Linh và Hà Mi thì bàng hoàng, cô không ngờ cả hai người đó lại có mặt ở đây. Hà Mi lại còn nói cô buông tha cho Minh Phong, làm mọi người hiểu lầm cô, chửi rủa cô là con giáp thứ 13. Trước giờ cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào tình trạng này, trong khi cô chẳng làm gì cả. Cô thấy ấm ức khi bị sỉ nhục như vậy, liền quay qua Hà Mi nói: này, cô đừng có ăn không nói có như thế chứ. Còn mắt nào của cô nhìn tôi, tay nắm tay với chồng cô mà cô gào lên vậy? Còn nữa, cô cũng nói là tôi chia tay với Minh Phong thì hẳn cô cũng biết lý do chứ nhỉ? Cô là đang tự vả vào mặt mình để xác định mình là con giáp thứ 13 đấy à? Còn tất cả mọi người ở đây khi không biết rõ sự tình thì đừng có mà nói như mình hiểu ai đúng ai sai, trong khi các vị còn không biết chúng tôi là ai như thế nào? Một vị khách lên tiếng nói Nếu cô không có gì với chồng người ta Thì cớ sao họ lại tìm tới đây Đúng không mọi người Vài người khác nghe vậy cũng đồng thanh hô lên Đúng rồi Thu trả lúc này vừa bực Vừa ấm ức trước suy nghĩ của mọi người Về mình như thế Nhưng cô không khóc mà nói lại Vậy các vị ở đây cho tôi hỏi Các vị lúc nãy đã nghe cô gái đó Nói những gì nói lại cho tôi nghe và anh đây khi nói chuyện với tôi các vị có nghe được tôi nói gì ve vãn anh ta không hay chỉ vì các vị thấy cô ấy bầu mà quy chụp như vậy phía bên trong trang đi vệ sinh ra thấy ồn ào thì chạy ra xem thấy thu trà minh phong mỹ linh và một cô gái có thai đang cãi nhau trang vội chạy lại phòng của nam không kịp gõ cửa trang xông vào nói anh nam bên ngoài có chuyện rồi mỹ linh dẫn theo một cô gái có thai tới đây hình như là vợ minh phong đang ghen với thu trà giờ nó đang bị người ta chửi bới ngoài kia anh ra xem giải quyết đi chứ em sợ trà nó sẽ bị mọi người hiểu lầm mà đánh nó mất nam nghe xong không kịp trả lời trang mà vội chạy ra trước thấy thu trà đang đáp trả với cô gái có thai kia thì anh đi lại hỏi có chuyện gì mà mọi người ồn ào ở quán của chúng tôi vậy tôi là quản lý ở đây có gì từ từ chúng ta giải quyết Hà Mi nãy giờ chửi Minh Phong không ra gì cả. Minh Phong thấy Thu Trà bị người ta nói cũng không dám lên tiếng mà chỉ biết cúi mặt xuống. Hà Mi khi nghe quản lý lên tiếng thì cô ta liền nói: "Anh là quản lý quán này đúng không? Vậy thì anh mau dạy dỗ nhân viên của anh lại đi, đừng để cô ta ve vãn chồng tôi hay chồng người khác nữa." Cô nói nhân viên của quán tôi ve vãn chồng cô vậy cô có bằng chứng không? Có thì đưa bằng chứng ra, nếu không chúng tôi sẽ kiện cô vì tội bôi nhọ danh dự người khác đấy. Tôi không có bằng chứng, nhưng rõ ràng chính mắt tôi thấy cô ta nắm tay chồng tôi. Cô thấy nắm tay mà nắm tay như thế nào? Với nắm tay lúc nào? Cô có hình ảnh không hay là cô tự nói? Tôi tôi mới thấy lúc bước chân vào quán nên không có kịp chụp. Cô nói ở quán tôi thì tôi sẽ mở camera cho cô xem là ai nắm tay ai và có đúng như cô nói không? Với tôi thấy cái cách mà cô nhìn Cho dù cô không có Cũng nói là có Nên chừng nào cô có bằng chứng chính xác thì hãy nói Vì cô bầu bì Nên tôi không muốn gọi công an đến Chỉ để công an giải quyết Kiểu gì thì cô cũng bị tội đến quán tôi gây rối Mọi người ở đây cũng vậy Khi không biết rõ thực hư ra sao Đã hồ đồ mắng người khác rồi Thu trà nãy giờ đứng im không nói gì Cho đến khi Nam vừa dứt lời Thì cô nói Tôi nói cho cô biết Tôi và chồng cô từ lúc chia tay tới nay đã không còn bất cứ liên quan gì tới nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, chính anh ta đến đây tìm tôi nên tốt nhất cô nên giữ anh ta bên cạnh mình cho thật kỹ đi. Còn tất cả mọi người ở đây, tiện thể tôi nói luôn, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vài lời nói của những kẻ tiểu nhân. Nói xong, Thu trà quay người bước vào quầy, đám đông cũng dần tản ra, chỉ còn Nam, Minh Phong, Mỹ Linh và Hà Mi thôi. Nam đi lại kéo tay Mỹ Linh đi vào phòng làm việc để nói chuyện. Còn Hà Mi thì cũng đi ra phía trước bắt taxi về nhà. Minh Phong lặng lặng nhìn Thu Trà rồi vội chạy theo Hà Mi. Phía bên trong quầy, thấy Thu Trà buồn bã không nói gì thì Trang liền đi lại ngồi xuống nói. "Mày có sao không? Không ngờ cái tên Minh Phong kia vẫn theo ám mày như cô hồn vậy." "Tao không sao đâu." Tao chỉ sợ khi nãy có vài người lấy điện thoại quay Lỡ họ đăng lên mạng thì ảnh hưởng tới quán Với tao sợ anh Hải không hiểu rõ mọi chuyện Lại hiểu lầm thôi Ừ tao cũng lo vậy đó Để tao mở điện thoại lên xem có không Nói là làm liền Trang mở điện thoại lên Thì nhìn thấy đoạn clip cãi nhau khi nãy Phát trực tiếp Đang có khá nhiều lượt chia sẻ Và những bình luận không hay Trang nhấn vào xem thì đây là một tài khoản Vừa lập cách đây vài hôm Thu Trà nhìn vẻ mặt của Trang thì đoán có chuyện rồi Nên giật lấy điện thoại Trang xem Thì thấy clip đang được chia sẻ rộng rãi Trang vội giật lại tắt đi rồi nói Bây giờ làm sao đây? Cứ để họ chia sẻ như vậy thì thanh danh của mày còn đâu nữa Mày từ từ để tao tính Nói xong Thu Trà đi vào toilet rửa mặt Nhưng thật ra là cô tìm chỗ để khóc Không ngờ cuộc đời cô lại xui xẻo tới như vậy Hết chuyện này tới chuyện khác vùi dập lên đầu cô. Cứ vậy cô khóc như một đứa trẻ. Bên trong phòng làm việc của Nam, Mỹ Linh ngồi vắt chéo chân nhìn Nam đang tức giận hỏi. Anh gọi em vào đây làm gì vậy? Nam đập mạnh tay xuống bàn nhìn Mỹ Linh quát lên. Tại sao em lại có thể làm những chuyện không chút tình người như vậy hả Mỹ Linh? Anh không ngờ em lại bất chấp thủ đoạn để hạ nhục thu trả như vậy. Em thấy hài lòng lắm đúng không? Em có làm gì đâu Chẳng qua ông trời ưu ái em Tạo cơ hội cho em thôi Thu trả cô ta xứng đáng bị như vậy Vì dám cướp hoàng hải của em Nhất định em sẽ giành lại anh ấy từ tay cô ta Mà này Thay vì ở đây nói với em Thì anh lên facebook xem clip của cô ta Đã được phát tán rộng tới cỡ nào rồi đi Em nói clip là sao? Sao là sao? thì anh cứ mở điện thoại lên mà xem đi rồi sẽ biết thôi. Nam nhanh chóng mở Facebook lên xem thì các trang mạng đang chia sẻ vụ việc khi nãy của Thu Trà rất nhiều. Nam xem xong không kiềm chế được mà đưa tay lên tát Mỹ Linh một cái. Mỹ Linh bị Nam tát thì rất bất ngờ. Cô ta ôm bên má bật khóc rồi nói Anh dám đánh em. Từ nhỏ đến lớn em thích gì anh cũng chiều em. Mà hôm nay vì con thu trả kia mà anh đánh em Anh thật sự rất hèn nhát đấy anh Nam à Nhưng em không giống anh Em sẽ đấu tranh giành lại người mà em yêu Chứ không như anh đứng trơ mắt nhìn cô ta hạnh phúc bên người đàn ông khác Mà không làm được gì Còn cái tát này Em xem như anh đang bị mất kiểm soát nên không tính sổ với anh Nhưng nếu anh còn đánh em thêm một lần nào nữa Thì em nhất định không tha thứ cho anh đâu Và em sẽ khiến con thu trả biến mất đấy ai cướp gì của em em được chiều quá muốn gì cũng được nên áp đặt trong cả chuyện tình yêu luôn rồi đấy là hoàng hải nói yêu em hay là em tự ảo tưởng là anh ta yêu em rồi nói cướp của em anh nói cô ta đau khổ vậy còn em em không đau khổ sao em yêu hoàng hải nhiều đến thế nhưng chỉ là một cái nhìn cũng chưa từng được hoàng hải nhìn còn cô ta sao lại được anh ấy yêu thương chứ em không cam tâm đâu anh có nói gì đi nữa cũng đừng hỏng thay đổi được suy nghĩ của em bây giờ em về công ty đây hẹn anh khi khác chúng ta nói chuyện mỹ linh không chờ nam nói mà tiến lại mở cửa phòng đi ra ngoài ngang qua quẩy pha chế không thấy thu trả đâu cô ta liền mỉm cười đi ra phía trước bắt taxi về trên xe cô ta lẩm bẩm mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi kịch hay còn đấy muốn đấu với mỹ linh này thì chỉ có thể thua thôi sau khi Mỹ Linh đi thì Nam cũng đi ra ngoài quầy pha chế tìm Thu Trà. Nhưng chàng nói Thu Trà đang ở trong toilet nên Nam đành quay về lại phòng làm việc. Hoàng Hải lúc này ở công ty vừa họp ra do khá mệt nên anh liền đi về phòng. Anh bất ngờ khi thấy trợ lý đứng bên ngoài chờ mình. Anh đi nhanh lại nói. Có chuyện gì cần tìm tôi sao? Anh trợ lý ấp a ấp úng nói. Tôi có chuyện muốn nói với phó giám đốc Chuyện gì? Vào phòng đã rồi hãy nói Không được, chuyện này gấp lắm Chuyện là cô gái người yêu phó giám đốc tên Thu Trà ấy Hiện tại clip cô ấy bị đánh ghen chửi bới trên mạng xã hội rất nhiều Khi nãy phó giám đốc còn họp nên tôi không dám làm phiền Đành đứng ở đây chờ Cái gì? Clip gì đâu? Mau đưa cho tôi xem Anh trợ lý đưa điện thoại cho Hoàng Hải coi hoàng hải cầm điện thoại lên xem và bất ngờ khi thấy bên trong clip có minh phong và vợ anh ta đoạn clip đã hết từ lúc nào rồi mà anh vẫn cứ im lặng làm cho anh trợ lý đứng bên cứ chốc chốc nhìn anh nhưng cũng không dám lên tiếng cho đến khi hoàng hải quay qua nói một câu với anh ta anh mau thuê người gỡ hết tất cả xuống cho tôi và điều tra xem ai là người đăng lên dạ tôi biết rồi tôi đi làm ngay đây sau đó anh trợ lý vội vàng đi xử lý, còn Hoàng Hải lấy điện thoại gọi cho Thu Trà. Sau ba tiếng tút thì Thu Trà cũng bắt máy, Hoàng Hải liền nói: Anh đây, chuyện vừa rồi anh đã biết hết. Em yên tâm, anh đang cho người gỡ xuống hết rồi. Em chờ anh tới nha. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng tin tưởng em và luôn ở bên em. Thu Trà lúc này vừa vơi cơn khóc, thấy điện thoại vang lên cuộc gọi của Hoàng Hải, cô chần chừ không muốn nghe vì sợ anh biết cô khóc nhưng rồi khi màn hình sắp tắt cô lại nhấn nghe những lời anh nói khiến cô lại cảm thấy tủi thân nước mắt lại tiếp tục rơi cô cố kìm nén lại rồi nói dạ em không sao đâu anh còn bận công việc mà anh đi làm việc đi nghe giọng nói khang khát của cô hoàng hải đoán ra cô vừa khóc nên anh nói công việc anh có thể bỏ qua một bên được mà nhưng còn em thì không Em chờ anh một lát, anh tới ngay." Nói xong, Hoàng Hải tắt máy, bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty tới quán của Thu Trà. Thu Trà sau khi Hoàng Hải tắt máy cũng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa ra gần tới quầy thì gặp Nam cũng đang đi lại. Nam thấy Thu Trà thì liền đi nhanh lại, nhìn thấy mắt cô sưng trong lòng anh cảm thấy có gì đó nhoi nhói, rồi anh nói: "Em có sao không?" Sau này anh sẽ không để những người đó vào quán chúng ta làm càn nữa. Em không sao đâu, anh đừng lo. Thôi, em lại quầy đây. Hôm nay anh cho em về sớm tí nhé. Ừ, em về nghỉ ngơi đi. Tinh thần ổn định rồi hãy đi làm. Dạ, em cảm ơn anh. Sau đó thu trà lách qua người nam đi lại quầy. Nam ngẩn ngơ nhìn bóng sáng thu trà đi. Rồi anh cũng quay người đi về phòng làm việc. Hoàng Hải tới thì đi thẳng vào quầy thấy thu trà anh kéo tay cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của trang thu trà ngại trang nên nói anh kéo em đi đâu vậy em có sao không anh ra xem em có bị thương ở đâu không bọn họ có làm gì em không nói rồi hoàng hải nhìn cô một lượt xem trên người có vết thương nào không xong ôm chầm lấy cô chỉ xa anh có một chút mà đã có chuyện nhìn cô như vậy anh chỉ muốn cô ở bên cạnh cả ngày để anh bảo vệ cô. Thu trà bị Hoàng Hải ôm chặt khiến cô không ngọ nguậy được gì cả, nên đành đưa tay đánh nhẹ lên vai anh, thì lúc này Hoàng Hải mới chịu buông cô ra. Thu trà hít thở sâu lấy hơi để nói: "Em không sao, vẫn còn nguyên vẹn mà, chưa sứt mẻ gì hết." "Em còn nói không sao, khóc đến sưng mắt luôn rồi kìa. Em yên tâm, anh sẽ không để mấy người đó yên thân đâu." dám động vào người yêu của Hoàng Hải thì xác định không thể yên ổn được. Hoàng Hải nghiến răng nói khiến Thu Trà cảm thấy có chút hơi sợ. Cô nhìn anh hỏi. Anh đừng làm gì bậy nha, em không sao mà. Bọn nó dám đến đây gây sự, làm mọi người nghĩ xấu về em, làm ảnh hưởng thanh danh của em, thì anh sẽ hủy diệt cả con đường sống của bọn nó. Kệ bọn họ đi, anh chờ em một lát, em đem cà phê ra cho anh nha. Anh không uống đâu, anh ghé qua xem em có sao không Mọi chuyện còn lại để anh lo Bây giờ anh có việc bận Anh đi làm đã Tối anh qua đón em sớm nhé Hoàng Hải nói xong thì đi mất Khiến thu trà không kịp hỏi anh đi đâu Hoàng Hải rời khỏi chỗ thu trà Thì lái xe về căn nhà ở quận 5 Thắng lúc này vừa mới đi thu nợ về Thấy Hoàng Hải đến thì mừng sỡ đi lại hỏi Đại ca Hôm nay đại ca rảnh rỗi tới thăm tụi em hả anh đang có việc cần tụi mày làm đây Chuyện gì vậy anh Để tụi em làm cho Đến gara của lão hưng phá cho anh Thằng con rể Và đứa con gái của lão Dám xúc phạm đến người yêu anh Thằng đó chán sống rồi Nên mới dám đụng đến người yêu của đại ca Anh đợi em lấy đồ nghề ra Rồi chúng ta đi Hoàng Hải thấy Thắng đi thì ngăn lại nói Thôi không cần đem theo đâu Tới đập thằng con rể lão cho anh là được Ngay lập tức Thắng đi vào trong gọi thêm mấy đứa em nữa Lên xe Hoàng Hải Lái đi đến gara Lão Hưng Lúc này ở gara Lão Hưng Hà My đang làm ẩm mỹ Khiến ông Hưng bực mình quát Có chuyện gì mà khóc lóc ẩm mỹ vậy hả Bà Bà phải lấy lại công bằng cho con Anh Phong lấy con rồi mà vẫn còn tơ tưởng Tới người yêu cũ Hôm nay con còn bắt tại trận hai người bọn họ Nắm tay nhau nữa Lão Hưng nghe vậy thì nhìn Minh Phong hỏi Có thật như vậy không hả? tại sao cậu dám đối xử với con gái tôi như thế dạ không phải đâu ba con đến chỉ để uống cà phê thôi chứ không phải gặp cô ấy anh nói dối rõ ràng tận mắt tôi thấy mà anh còn chối anh không có mà em đừng ăn nói lung tung khiến ba hiểu lầm anh nữa lão hưng nghe minh phong và hà my cãi qua lại mà điếc hết cả tai lão vừa định lên tiếng thì nghe tiếng đập phá bên ngoài nên đứng dậy đi ra xem hà my và minh phong cũng đi theo sau ra hoàng hải lúc này đã tới nơi anh cho thắng và đàn em đập phá gara của lão hưng miệng anh hét to thẳng phong con mi đâu bước ra đây gặp tao lão hưng đi ra thấy hoàng hải thì bất ngờ lão nhớ món nợ của lão đã trả hết rồi cơ mà nhìn mọi thứ xung quanh đang bị đàn em hoàng hải phá lão đi lại gần lên tiếng hỏi không biết hôm nay anh hải đến gara của chúng tôi có chuyện gì không đang yên ổn sao anh lại cho người đến phá gara của tôi Muốn biết chuyện gì Thì kêu thẳng Phong với con mi ra đây Nói chuyện với tôi Còn nếu tụi nó không ra Tôi cho người đốt luôn cái gara của ông bây giờ Có gì từ từ nói Con bé mi nhà tôi Nó bầu bì ở nhà mãi có đi đâu đâu Mà lại gây chuyện với anh Phía bên trong Minh Phong và Hà My thấy Hoàng Hải thì vội núp ở sau cánh cửa không dám bước ra. Lão Hưng nhìn gara bị phá không còn gì nên liền đi vào kéo hai người họ ra. Hoàng Hải ngồi trên ghế vắt chéo chân, mỉm cười hỏi: "Em gái, hôm nay em đã làm gì bạn gái anh thì chắc em cũng biết là sẽ nhận hậu quả như thế nào, đúng không?" Hà Mi cúi gằm mặt đứng phía sau Minh Phong, nghe Hoàng Hải hỏi mình thì ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng và ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoàng Hải thì run rẩy lắp bắp nói: Em, em, em biết em sai ở đâu rồi. Em bị cô gái tên Mỹ Linh kia nói nên mới đến quán của Thu trả quậy. Anh tha lỗi cho em đi, đừng phá gara của ba em nữa. Nghe tên Mỹ Linh thì Hoàng Hải hết sức bất ngờ hỏi lại. Em nói sao là cô gái tên Mỹ Linh dẫn em đến đó? Dạ đúng. Cô ta nói cô ta quen thu trả nên sẽ đưa em tới đấy. Em vì giận Minh Phong quá nên nghe những lời cô ta nói và tin cô ta nên nên em đã đến đấy sỉ nhục người phụ nữ của anh và còn quay clip để đăng lên mạng xã hội cho mọi người chửi người yêu anh đúng không? Không có, em không có quay clip và đăng mạng gì cả. Em chỉ đến đó mắng người yêu của anh thôi. Chứ ai đăng mạng em không biết. Hoàng Hải không trả lời nữa mà liếc mắt nhìn Thắng. Ngay lập tức Thắng đi lại kéo Minh Phong ra tần cho một trận. Anh ta đau đớn kêu cứu. Nhưng lão Hưng xưa nay không thích hắn nên mặc kệ còn Hà My thấy Minh Phong bị đánh thì khóc lóc van xin Hoàng Hải nhưng nào có được đến khi cảm thấy đánh đủ thì thắng vương Minh Phong ra anh ta nằm sẵn xoài trên nền gạch Hoàng Hải đi lại cúi nói tao cảnh cáo mày một lần nữa từ nay về sau tao còn thấy mày bén mảng đến gần thu trả nữa thì đừng trách tao con người của mày hèn hạ lắm tao xem trong video một mình thu trả đáp lại bao nhiêu người còn mày thì trơ trơ mắt ra nhìn cô ấy bị mọi người sỉ nhục Cũng không lên tiếng bênh vực cô ấy Mày thật hèn hạ Uổng công cúi yêu mày mấy năm trời Đã đến quán cô ấy mà còn không dám nhận Đàn ông như mày vứt đi chứ yêu đương gì Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi Còn lần sau tao không dám chắc mày còn thở đâu Sau đó Hoàng Hải quay sang Lão Hưng cảnh cáo Ông lo mà quản thúc con gái và con rể ông cho kỹ Đừng để tôi phải đến đây thêm lần nào nữa tôi không đảm bảo lần sau có nhẹ nhàng như thế này không đâu. Nói xong Hoàng Hải vẫy tay thắng cùng bọn đàn em rời khỏi gara. Lão Hưng nhìn Hà mi và Minh Phong rồi nhìn xung quanh gara, giờ như một bãi chiến trường. Lão tức giận quá rồi bỏ đi vào trong. Hai đứa mày mở to mắt ra mà xem thành quả của tụi mày gây ra, rồi mau cút đi khỏi đây cho tao, cút hết cho tao. Mỹ Linh sau khi rời khỏi quán thì nhanh chóng về nhà hôm nay cô ta cảm thấy rất vui khi về đến nhà bà vi thấy mỹ linh hôm nay rất lạ nên liền hỏi có chuyện gì mà hôm nay con vui quá vậy mỹ linh mỹ linh nghe mẹ hỏi thì định trả lời nhưng cô ta nghĩ lại không nói nữa mà nghĩ ra một lý do khác để trả lời mẹ là dạ hôm nay con vừa thuyết phục được một khách hàng chịu đầu tư vào dự án của công ty nên con vui vậy thôi ạ à. con gái mẹ giỏi thế không biết thôi, lên phòng tắm cho mát đi rồi xuống mẹ gọt trái cây cho ăn. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Sau đó Mỹ Linh đi lên phòng, còn bà Vi thì đi lấy trái cây trong tủ ra gọt. Khi nãy nghe Mỹ Linh nói vậy trong lòng bà ta rất vui, không uổng công bà cho đi du học bên nước ngoài mà. Đúng như lời hẹn thì tới giờ Thu Trà về, Hoàng Hải đã có mặt ở trước quán. Thu Trà đi ra thấy anh thì mỉm cười. Hoàng Hải lấy nón bảo hiểm đội cho cô Rồi đưa cô đi ăn rồi về Anh còn định đưa cô đi hóng gió nữa Nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay Chắc khiến cô mệt rồi nên thôi Về tới đầu hẻm Hoàng Hải tháo mũ bảo hiểm ra cho thu trả Rồi cầm tay cô nói Người yêu của anh đừng buồn nữa nha Anh luôn tin tưởng em Nên em chỉ cần ở bên anh thôi Cho dù rông tố bão táp mưa xa Anh sẽ che chở cho em Em biết mà Em không buồn nữa đâu. Anh về đi, cũng khuya rồi đó. Ừ, em vào đi, nhớ ngủ sớm nhé. Anh yêu em. Nói rồi, Hoàng Hải ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô, sau đó cả hai tạm biệt nhau. Thu Trà đi vào hẻm, còn anh thì quay xe chạy đi. Về đến nhà, Hoàng Hải nhận được cuộc gọi của trợ lý là đã có thông tin người đăng video lên, không ai khác đó chính là Mỹ Linh. Hoàng Hải nghe xong, nói thêm vài câu rồi tắt máy, không ngờ cô ta cả gan dám đụng đến Thu Trà. Anh ngồi xuống bàn làm việc, tay gõ từng nhịp dưới mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ để dạy cho Mỹ Linh một bài học nhớ đời. Cô ta chắc chưa được dạy dỗ tử tế, nên hết lần này đến lần khác cứ giở trò với Thu Trà. Anh đã quá nhẹ tay nên cô ta mới được nước làm tới như vậy. Lần này thì anh không nhân nhượng với cô ta được nữa giới hạn của anh là Thu trà mà cô ta cứ nhắm vào thì anh sẽ không vì cô ta là con gái hay nhà cô ta có quen biết với nhà anh mà nương nhẹ nữa. Anh không muốn vì cô ta mà làm cho Thu trà của anh buồn khổ, nên anh có một quyết định mà không biết rằng quyết định đó khi Thu trà biết lại khiến cô hiểu lầm mà đau khổ hơn. Những ngày tiếp theo, Mỹ Linh luôn tìm cách tiếp cận Hoàng Hải, nhưng hầu như là không có cơ hội khiến cô ta cũng chán nản nhưng vì cái tôi của cô ta quá cao nên cô ta vẫn cứ miệt mài theo đuổi để đạt được mục đích hôm nay khi cô ta đang ngồi làm một người đến phòng cô ta tìm làm cô ta bất ngờ đến ngỡ ngàng người đến tìm mỹ linh là trợ lý của hoàng hải anh trợ lý đi vào phòng kinh doanh đến chỗ mỹ linh ngồi nói cô lên gặp hoàng hải khi nghe anh trợ lý nói mỹ linh ngơ ra vài giây cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại anh trợ lý anh Hoàng Hải bảo em lên phòng gặp á. Ừ, cô lên luôn đi, phó giám đốc đang chờ cô đó. Nghe lời xác nhận lại của trợ lý thì Mỹ Linh vô cùng vui, muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì trong phòng còn nhiều người nên cô ta kiểm chế lại. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cô ta đứng ngay dậy đi ra khỏi phòng mà quên mất phải trả lời lại trợ lý của Hoàng Hải. Nhưng cô ta không đi luôn tới phòng của Hoàng Hải, mà tới toilet chỉnh sửa quần áo đầu tóc thoa lại son rồi mới đi lên gặp Hoàng Hải. Tới nơi, Mỹ Linh đưa tay gõ cửa rồi đứng chờ. Hoàng Hải đang xem tài liệu dự án của công ty thì nghe tiếng gõ cửa. Anh biết người gõ là Mỹ Linh chứ không ai khác. Anh xếp tài liệu để gọn lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống xong nói vọng ra: "Vào đi." Mỹ Linh nghe xong liền mở cửa đi vào. Lúc này Hoàng Hải đang ngồi uống trà. Thấy Mỹ Linh vào, anh mỉm cười nói: "Em ngồi đi. Dạ không biết hôm nay anh gọi em lên đây có chuyện gì không?" Hoàng Hải rót cho Mỹ Linh một ly trà, đẩy về phía cô ta rồi nói: "Không có gì. Chẳng qua dạo gần đây tôi nghe phòng kinh doanh nói em làm việc rất hiệu quả, đem về rất nhiều khách hàng cho công ty nên tôi gọi em lên đây để cảm ơn sự cố gắng của em thôi." Mỹ Linh nghe Hoàng Hải khen mình như vậy thì trong lòng vui lắm cô ta ra vẻ e thẹn vuốt vuốt mái tóc nghĩ không biết sau nay Hoàng Hải lại ăn nói nhẹ nhàng với cô ta như vậy Mỹ Linh cũng có chút tò mò nhưng mặc kệ cô ta nói Dạ có gì đâu anh em là nhân viên của công ty nên việc em đem thêm khách hàng về cho công ty là hiển nhiên mà với em cũng muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho công ty ạ à? Ừ cảm ơn về những đóng góp và suy nghĩ của em Ai cũng suy nghĩ như vậy thì công ty sẽ ngày càng phát triển hơn. Và để cảm ơn những cố gắng của em thời gian qua, tôi mời em đi ăn cơm trưa nay, em có bận không? Mỹ Linh nghe Hoàng Hải mời mình đi ăn cơm thì trong lòng vui khôn tả, nhưng không muốn Hoàng Hải nghĩ mình dễ dãi, cho nên giả vờ nói: Dạ, em cũng muốn đi với anh trưa nay, nhưng em lại bận đi gặp khách hàng mất rồi. Hôm khác mình đi được không ạ? À? Không sao, em đã vất vả thời gian qua rồi. Hôm nay để tôi nói phòng kinh doanh, điều người khác đi gặp thay em cũng được. Trưa nay em đi ăn với tôi. Hẹn em 11 giờ trưa nay nhé. Dạ, vậy cũng được ạ. Nếu không còn gì thì em về phòng làm việc tiếp đây ạ. Ừ, em về đi. Sau khi Mỹ Linh rời khỏi phòng, Hoàng Hải khẽ nhếch môi cười. Cô đợi xem kịch hay đón chờ nhé. Đụng đến người yêu tôi thì cô sẽ nghĩ yên ổn sao? đây mới chỉ là mở đầu thôi. Nghĩ đến đây thì Hoàng Hải gọi cho trợ lý, nhờ đặt bàn ăn ở nhà hàng, rồi tiếp tục xem tài liệu dự án. Mỹ Linh từ lúc ở phòng Hoàng Hải ra, thì trên môi luôn mỉm cười. Cô ta rất háo hức mong chờ đến giờ ăn trưa để đi cùng Hoàng Hải. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, cô ta nhanh chóng về phòng kinh doanh làm cho xong việc, để 11 giờ đi cùng Hoàng Hải. Đúng 11 giờ, hoàng hải mở cửa phòng đi xuống sảnh thì đã thấy mỹ linh đang đứng ở đó rồi nên anh đi lại nói chúng ta đi thôi không muộn mỹ linh nghe xong dạ rồi đi theo hoàng hải trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái lễ tân một trong hai cô đó thắc mắc nói ê sau này phó giám đốc thân mật với cô ta quá vậy mọi khi thấy lạnh lùng xa cách lắm mà nay thái độ khác hẳn có khi nào cô ta đã mồi trài được giám đốc rồi không nên giờ hai người họ mới hẹn hò công khai với nhau. Mày nghĩ sao vậy? Phó giám đốc đẹp trai của chúng ta không lẽ đi quen cô ta? Mày không thấy thái độ của phó giám đốc đối với cô ta cũng không thể hiện thân thiết gì à? Chắc họ đi gặp khách hàng đấy. Mà hôm nay tao với mày thấy thôi đó, nên im lặng đi nhé. Mày mà đi nói linh tinh coi chừng ai nghe là bị trừ lương đấy. Tao biết mà, thôi đi ăn trưa đi, đói quá. Phía bên ngoài Hoàng Hải và Mỹ Linh đang di chuyển tới nhà hàng mà trợ lý đã đặt. Tới nơi, Hoàng Hải đi đậu xe, còn Mỹ Linh xuống xe đứng phía trước chờ đợi Hoàng Hải xuống, thì vào cùng. Vì đã đặt bàn trước, nên Hoàng Hải đến nói tên là nhân viên hướng dẫn lại bàn ngồi luôn. Đồ ăn tầm 5 phút sau cũng được mang lên. Mỹ Linh thấy những món ăn được mang lên thì hết sức ngỡ ngàng. Chẳng lẽ vì thu trà bị vợ của người yêu cũ đánh ghen mà không còn tin yêu thu trả nữa nên thay đổi thái độ đã thích mình nghĩ vậy cô ta không khỏi vui mừng mà bật cười nhưng vì có hoàng hải ở đây nên cô ta không dám cười lớn hoàng hải nãy giờ ngồi quan sát mỹ linh thấy vẻ mặt tự mãn của cô ta trong lòng vô cùng chán ghét nhưng vì anh mới bắt đầu kế hoạch của mình nên không biểu hiện gì coi cô ta như không mà đóng vai quan tâm cô ta anh gắp cho cô ta một miếng thịt bò rồi nói Em mau ăn đi cho nóng Đồ ăn nguội không ngon đâu Mỹ Linh lúc này mới giật mình khép nụ cười lại Mà dạ xong cầm đũa lên ăn đồ ăn Mà Hoàng Hải mới gấp cho Cô ta vừa ăn vừa e lệ nhìn Hoàng Hải Đến lúc dùng bữa gần xong Thì Hoàng Hải chợt nói Mỹ Linh này Từ đố em câu này Trên đời này có thứ gì Mà cho dù em có làm cách nào Cũng không có được không Em nghĩ không có gì là không có được cả anh không nghe người ta nói chỉ cần có tiền là có tất cả sao em nghĩ vậy sao tôi nghĩ em sai rồi có những thứ tiền không thể mua được ví dụ như sức khỏe thời gian tình cảm và đặc biệt là nhân cách có dùng rất nhiều tiền cũng không mua được và có một thứ ở trong những ví dụ của tôi mà em đang và đã đánh mất đó anh nói vậy là có ý gì hoàng hải buông đũa nhìn thẳng mỹ linh với đôi mắt lạnh lùng rồi nói Em vốn là người thông minh, mưu mô thủ đoạn. Chẳng lẽ những gì tôi nói em lại không hiểu? Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói thì khẽ trột dạ. Chẳng lẽ Hoàng Hải đã biết cô ta là người đã hại thu trà? Nhưng cô ta vốn dĩ là người không dễ dàng chấp nhận thua nên cứng miệng nói. Anh nói gì em không hiểu thật. Anh là đang có ý nói gì à? Hoàng Hải nghe thế thì sự kiềm chế của anh từ nãy đến giờ đã không còn nữa anh đập tay xuống bàn cái rầm rồi nói tôi là muốn nói trong các điều xấu xa thì nhân cách của cô là xấu xa nhất đấy những chuyện cô làm đừng tưởng không ai biết cô nghĩ ba cái trò lẻ tẻ cô làm khó để điều tra lắm sao cô còn xanh và non lắm cứ tưởng mình khôn ngoan à cô nghe cho rõ đây tôi đã rất rất dễ dàng để điều tra ra cô đã làm gì người yêu tôi trong vòng một nốt nhạc tôi cảnh cáo cô một lần nữa cả đời này tôi chỉ yêu một người đó là thu trà thôi nên cô có ý định gì với tôi thì mau từ bỏ đi nếu cô mà còn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới thu trà thì nhất định tôi sẽ không vì cô là con gái mà nương tay đâu cô làm cho thu trà đau một thì tôi sẽ làm cô đau gấp trăm ngàn lần như thế đừng để đến lúc đó rồi nói tôi cạn tỉnh giáo máng không nể nhà cô có quen biết với nhà tôi hôm nay vì nể mặt hai nhà có quen nhau tôi mới cho cô cơ hội đấy Chứ là người xa lạ thì Cô chẳng có cái diễm phúc đấy đâu Cô nhớ đấy Nói xong Hoàng Hải đứng dậy đi khỏi nhà hàng Mỹ Linh lúc này còn ngơ ngác Chưa nhận ra chuyện Hoàng Hải nói Cho đến khi nhận ra Hoàng Hải đã đi khuất Cô ta mới bừng tỉnh Mỹ Linh cay cú nghiến răng kèn két nói Anh giỏi lắm Hoàng Hải à Tôi cứ nghĩ anh thấy được Con nhỏ hồ ly tinh đó lừa dối anh nên anh mới thay đổi thái độ nói nhỏ nhẹ với tôi. Nhưng không ngờ anh làm vậy mục đích chỉ để dụ tôi tới đây sỉ nhục tôi. Nếu anh đã nói nhân cách tôi xấu xa thì tôi cũng không ngại ngần nhận đâu. Còn thu trả đừng hỏng tôi tha cho nó. Tôi sẽ khiến anh và nó chia tay nhau tôi mới hả lòng hả dạ. Mà như thế chưa đủ đâu. Tôi phải làm anh quỳ lại van xin tôi yêu anh thì mới rửa được nỗi nhục ngày hôm nay. Anh cứ chờ đấy. Sau đó Mỹ Linh đứng dậy rời khỏi nhà hàng bắt taxi đi về. Trong lòng vô cùng hậm hực, khiến cô ta không cam lòng vì bị Hoàng Hải sỉ nhục. Chợt cô ta nghĩ ra một việc nên nói bác tài xế quay lại hướng tới quán của Nam. Tới nơi, Mỹ Linh đi ngang qua quầy pha chế của thu trà. Liền nhìn cô mỉm cười đều rồi nói. Làm cho tôi một ly nước cam ép và ly cà phê sữa mang đến phòng anh Nam lúc này thu trà mới ngừng tay nghỉ ngơi sau khi pha chế phục vụ cho các khách đến buổi trưa nên khi mỹ linh vào cô thấy được nhưng cô mặc kệ người như cô ta đâu xứng đáng để cô nghĩ tới cho hao tâm tổn sức nghe mỹ linh nói thu trà trả lời lại ngay ở lại mà chờ tôi làm rồi tự mang vào đi nên nhớ tôi là khách hàng còn cô là nhân viên phục vụ khách hàng là nhiệm vụ của cô đó không phải là nhiệm vụ của tôi làm rồi mang vào cho tôi mỹ linh không để thu trà trả lời mà đi thẳng đến phòng nam đưa tay gõ cửa rồi mở đi vào nam thấy mỹ linh đến trong lòng thầm suy nghĩ không biết lại muốn dở trò gì nữa đây anh đi lại ghế ngồi xuống nhìn mỹ linh hỏi em đến đây lại muốn làm gì nữa đây bấy nhiêu đó chưa đủ sao tới thăm anh không được sao anh cứ nghĩ em xấu xa không vậy thăm anh sao từ lúc nào em lại siêng năng đến thăm người anh này vậy anh dù không muốn nghĩ nhưng từ hôm em làm hại thu trà đứa em gái tốt đẹp trong lòng anh đã biến mất rồi anh nói gì thế em vẫn là mỹ linh đây mà em vẫn là cô em bé bỏng muốn tâm sự với anh mọi chuyện hôm nay em đến đây là muốn kể cho anh nghe chuyện này nam nhìn mỹ linh bằng con mắt ngờ vực rồi nói nếu chuyện em muốn nói tốt đẹp thì nên nói còn chuyện tào lao thì thôi anh không muốn mất thời gian nghe thì thì chưa kịp nói thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa mỹ linh đoán thu trả đã tới nên liền nói thì chuyện em muốn kể với anh là chuyện vui mà chính vì vui mừng quá nên em muốn anh là người đầu tiên được em chia sẻ anh biết không trưa nay em được một người mà bấy lâu nay em luôn mong đợi mời đi ăn đó người mà em kể và anh cũng đã gặp đó anh còn nhớ chứ mà thôi để em nói luôn Hoàng Hải trưa nay mời em đi ăn Công nhận được người mình thích mời đi ăn sướng thật anh ạ à. Vui không tả được luôn Đã vậy anh ấy còn rất chu đáo nữa Kéo ghế cho em ngồi Còn gọi toàn món em thích ăn Xong còn gắp vào chén giúp em ăn cho nóng nữa Anh nghĩ xem liệu có phải anh ấy thích em rồi không Lời Mỹ Linh vừa dứt thì bỗng tiếng ly thủy tinh đổ vỡ phía trước cửa phòng nam liền đứng dậy đi ra xem thì thấy thu trà đang cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ anh kéo tay thu trà đứng lên rồi nhìn xuống tay chân cô hỏi em có sao không tay chân có bị mảnh vỡ cứa chúng không thu trà xua tay lắc đầu nói em không sao em xin lỗi để em ra làm lại rồi mang tới mỹ linh đi ra thấy cảnh tượng như vậy thì hài lòng lắm cô ta nói không cần đâu tôi hết hứng uống rồi anh nam nên xem lại cách phục vụ khách hàng của nhân viên quán lại đi nha chứ gặp em là em đuổi thẳng cổ rồi đó thôi em có khách hàng giờ phải đi gặp họ rồi hẹn gặp lại anh sau mỹ linh rời đi trong lòng đầy hả hê chắc bây giờ cô ta sốc lắm đấy mỹ linh rời đi thu trà cũng cúi xuống dọn tiếp thì nam ngăn lại nói em về quầy đi để anh dọn cho thôi em làm vỡ mà để em dọn cho xong Mặc kệ nam ngăn nhưng thu trà vẫn một mực cúi xuống nhặt. Xong xuôi cô đem mảnh vỡ đi bỏ rồi đi lại quầy. Trong đầu liên tục hiện lên những suy nghĩ về những gì Mỹ Linh nói khi nãy. Còn Hoàng Hải thì sau khi rời khỏi nhà hàng liền về công ty làm việc tiếp. Anh cứ nghĩ nói vậy đã dằn mặt được Mỹ Linh để cô ta không còn dở trò nữa. Mà không ngờ anh càng làm thế lại khiến cô ta thú hoang không phổ được con mồi của mình mà lồng lộn lên tìm mọi cách bắt cho bằng được hoàng hải vì không biết mỹ linh lại đến quán thu trà nên không gọi nói cho cô biết anh đã gặp mỹ linh buổi trưa nay với mục đích để cắt đứt mọi tia hy vọng của cô ta với anh và không gây chuyện với cô nữa anh muốn để khi gặp cô sẽ nói mà không ngờ rằng sự để của anh đã làm cho hai người xa cách nhau thu trà trở về quầy làm việc cô cố tỏ ra không có gì làm việc bình thường để Trang không hỏi nhưng dù đã cố thì cô cũng không tránh khỏi bất cần trong lúc pha vì mải nghĩ không để ý mà cà phê tràn ra ngoài khiến Trang nhắc thì cô mới giật mình lau dọn Trang thấy vậy thì hỏi Trà này mày lại làm sao đấy từ lúc đem nước lại phòng anh Nam về mày lạ lắm đấy cứ như người mất hồn vậy à tao có sao đâu tự dưng cảm thấy hơi mệt à có cần về nghỉ ngơi không? Tao qua nói anh Nam cho về nha. Thôi không cần đâu, tao ngồi nghỉ tí là khỏe à? Vậy đi lại ghế ngồi đi, để tao làm cho. Thu trà gật đầu đi lại ghế ngồi nghỉ ngơi, Trang thì làm giúp cô. Số cô cũng may khi có được người bạn như Trang, có chuyện gì cũng luôn ở bên an ủi cô hết. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện khi nãy, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Hải nói. Hôm nay anh có bận gì không? tối đến đón em nhé đột nhiên em muốn đi đến cầu anh sao dạo mát quá nhắn xong cô tắt điện thoại chờ đợi lúc này hoàng hải vừa tan họp xong đi về phòng mở điện thoại ra thấy có tin nhắn anh mở ra xem thì là của thu trà không nghĩ ngợi gì anh liền trả lời anh cũng muốn gặp em quá tối anh sẽ đến sớm chờ em tan làm nhé anh yêu em thu trà đọc xong nhắn lại Dạ, vậy hẹn gặp anh sau nhé, em làm tiếp đây. Ừ, tối gặp em nhé, em làm đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai tập trung vào công việc. Thu trà đứng dậy đi lại quầy phụ trang vì khách hơi đông. Một mình Trang không pha chế kịp, còn Hoàng Hải thì tiếp tục xem giấy tờ để ký. Hoàng Hải đi làm về, tắm rửa ăn cơm xong thì lên phòng chờ tới giờ đi đón Thu trà. Nào ngờ đến gần 9 giờ tối thì trợ lý của anh gọi đến báo hợp đồng với đối tác ở Hà Nội đang có vấn đề. Bên họ yêu cầu bên công ty anh phải có mặt vào ngày mai để giải quyết, nếu không sẽ phải bồi thường hợp đồng. Hoàng Hải nói trợ lý đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức rồi ra sân bay chờ anh tới. Vì hợp đồng này rất lớn và quan trọng, nếu không giải quyết có thể công ty anh sẽ phá sản mất thôi trợ lý trả lời anh rồi tắt máy. Anh lấy vali ra, bỏ vài bộ đồ vào thay quần áo, rồi xách vali đi xuống nhà. Bà Thảo cùng ông Mạnh đang xem tivi, thấy Hoàng Hải xách vali đi xuống thì hỏi: "Khuya rồi, con còn đi đâu vậy Hải?" "Hợp đồng với đối tác ngoài Hà Nội có chút vấn đề, con bay ra đó để mai gặp họ giải quyết." "Ừ, công việc vẫn quan trọng hơn. Con mau ra sân bay đi, không trễ giờ." Dạ con chào ba mẹ Sau đó Hoàng Hải ra phía trước Bắt taxi đi tới sân bay Tân Sơn Nhất Ngồi trên xe Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Trà Anh có việc bận đột xuất Nên không tới đón em về được Em đừng giận anh nhé Sau đó anh tắt điện thoại Chờ Thu Trà trả lời Chiếc taxi chẳng mấy chốc Mà đã đưa anh tới sân bay Trả tiền cho bác tài xế Rồi đi vào trong thì gặp ngay trợ lý trước cổng. Trợ lý nhìn Hoàng Hải nói. Phó giám đốc đưa vali đây tôi cầm cho. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Ra đến sân bay nội bài chúng ta đi taxi về nghỉ ngơi thôi. Hoàng Hải gật đầu đưa vali cho trợ lý. Rồi sau đó cả hai đi vào trong làm thủ tục. Ngồi chờ đến hơn 10 giờ thì tiếng loa thông báo. Mời quý khách đi chuyến bay VN218 đến Hà Nội đến cửa khởi hành số 6 để lên máy bay. Hoàng Hải cùng thư ký đi lên máy bay, ổn định chỗ ngồi vừa xong thì tiếp viên yêu cầu tắt điện thoại, rồi máy bay cất cánh. Lúc làm thủ tục xong không thấy Thu Trà trả lời tin nhắn, anh cũng lo lắng sợ cô giận, nhưng nghĩ có khi cô mải làm không cầm điện thoại nên không trả lời. Anh định đợi cô tan làm sẽ gọi, mà giờ đang ở trên máy bay nên anh không thể gọi điện thoại được đành chờ ra tới Hà Nội sẽ gọi cho cô vậy. Đến giờ tan làm, Thu Trà đứng chờ mãi mà không thấy Hoàng Hải đâu. Mọi người trong quán đã về gần hết, chỉ còn cô và anh Nam. Cô ra trước cổng quán, lô điện thoại ra, thì thấy tin nhắn của anh lúc 9 giờ hơn. Cô liền bấm gọi lại nhưng thuê bao. Đột nhiên cô nhớ lại đến Mỹ Linh và những lời cô ta nói. Tối nay Hoàng Hải sẽ đưa cô ta đi dạo mà giờ hoàng hải lại nhắn tin bận đột xuất làm cô không muốn tin cũng phải tin ông trời đúng là chiêu chọc cô thật cứ nghĩ lần mở lòng này sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ chỉ được vài tháng cô lại đau lòng thêm lần nữa ngẩng mặt lên nhìn trời thu trà khẽ thở dài rồi vào áp đặt xe để về nam ở phía bên trong đi kiểm tra quán lại lần nữa rồi chạy xe ra đóng cửa quán lại đi về thì thấy Thu Trà đang đứng ở trước. Nam khóa cổng rồi đi lại hỏi. Em chưa về sao Trà? Nãy giờ anh tưởng em về rồi. Nghe Nam hỏi Thu Trà mỉm cười nói. Dạ, tại người yêu em có việc bận đột xuất nên không tới đón em được. Em vừa đặt xe rồi, giờ chờ họ tới. Anh về trước đi. Thôi, em hủy chuyến đi, để anh đưa em về cho. Con gái đi xe ôm một mình nguy hiểm lắm em quen rồi mà Với em có võ không sao đâu Anh đừng lo Nghe lời anh đi Hủy chuyến đi Anh đưa về cho an tâm Thu trả một mực từ chối Còn Nam thì năn nỉ hết lời Cô thấy cũng tội Nên đành hủy chuyến xe để Nam đưa về Nam nhận được sự đồng ý của Thu Trà thì vui lắm. Anh mở cốp lấy nón bảo hiểm ra đội cho cô rồi chở cô về. Nhưng do không biết đường Nên Thu Trà phải chỉ cho Nam chạy Trên đường đi Nam nói Mấy hôm tới đây Bên hội pha chế có tổ chức khóa dạy nâng cao tay nghề Cho những ai có nhu cầu Em có muốn tham gia khóa học đó không Trà? Thật hả anh? Mà khóa học diễn ra trong bao lâu á? Tầm 2 tuần tại Bình Dương Nếu em đi được thì tốt quá Chắc chắn tay nghề của em ngày càng nâng cao Để em suy nghĩ đã có gì em báo cho anh sớm nha. ừ em cứ suy nghĩ đi rồi nói để anh đăng ký cho. dạ em cảm ơn anh nha. Thu trà dứt lời thì cả hai cũng tới đầu hẻm nơi cô ở. Nam muốn đưa cô vào tận nơi luôn nhưng cô từ chối. Thu trà đưa nón bảo hiểm lại trả cho Nam, không quên nói lời cảm ơn rồi đi vào trong. Nam nhìn theo bóng dáng ấy mà trong lòng đan xen những cảm xúc rất lạ trái tim anh lại nhen nhóm tia hy vọng thấy bóng sáng thu trà đi khuất rồi anh mới quay xe đi về vào đến nhà thu trà có gọi điện thoại lại cho hoàng hải nhưng vẫn thuê bao cô thấy buồn nên không thèm gọi nữa mà đi tắm xong ra ăn cơm cùng trang xong dọn dẹp rồi lên giường hôm nay có lẽ vì mệt nên trang nằm xuống là ngủ ngay còn cô cứ cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu lắm nên chưa ngủ được. Cô nằm miên man suy nghĩ, nhớ đến những lời nói trước kia Hoàng Hải nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải nhất định tin anh, chỉ cần cô ở bên anh là được. Cho nên những lời Mỹ Linh nói làm cô hoang mang. Cô mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa, nên lấy tay xoa đầu với vẻ bất lực rồi cũng cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, thì cuối cùng hoàng hải cũng đã hạ cánh an toàn ở sân bay nội bài nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng anh mở nguồn điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của thu trà định gọi lại nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên anh lại thôi vì anh biết cô đi làm cả ngày rất mệt mà trợ lý đi phía sau kéo vai ly cho anh rồi bắt taxi để cả hai về khách sạn nghỉ ngơi lên phòng Hoàng Hải gọi phục vụ mang cho hai phần đồ ăn nhẹ cho anh và trợ lý ăn. Ăn uống xong ai nấy về phòng của mình. Hoàng Hải đi tắm rồi mới lên giường nằm. Anh mở điện thoại ra bấm vào album xem hình thu trả. Tự dưng anh thấy nhớ cô quá. Hôm nay không tới đón cô được chắc cô buồn anh lắm. Cứ vậy Hoàng Hải nằm chằn chọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ Hoàng Hải liên tục mơ thấy thu trả. Anh đưa tay với lấy cô Nhưng càng với thì cô càng đi xa anh hơn Cho đến khi cô biến mất Thì anh giật mình tỉnh dậy Đưa tay sở chán Thì mồ hôi đầm đìa Lúc này anh mới nhận ra tất cả những gì Xảy ra vừa rồi đều là mơ Nên nhanh chóng nằm xuống giường Tiếp tục ngủ Ngày hôm sau Mỹ Linh đến công ty Nghe mọi người nói phó giám đốc đã đi công tác Nên cô ta mừng lắm định bụng hôm nay cô ta sẽ tới nhà Hoàng Hải thăm bà Thảo. Mà sợ Hoàng Hải ở nhà nên cô ta cứ lưỡng lự mãi. Giờ nghe tin Hoàng Hải đi công tác, cô ta nhanh chóng lên phòng làm việc để chiều về sớm. Hoàng Hải thì ngay sáng đã dậy đi đến gặp đối tác. Nhưng đến công ty đối tác gặp thì giám đốc chưa tới, nên anh với trợ lý đành ngồi chờ. Trong lúc chờ anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Trà, nhưng không thấy cô nghe gọi thêm nhiều cuộc nữa cũng vậy nên anh đành tắt đi không gọi nữa sau đó anh bật chế độ im lặng rồi bỏ vào túi quần vì sợ trong lúc bàn công việc thu trả gọi lại thì ảnh hưởng đến khách hàng vừa cất xong thì giám đốc công ty đối tác tới hoàng hải đi tới bắt tay mỉm cười nói rất hân hạnh khi được gặp anh tôi là hoàng hải phó giám đốc công ty minh hải Hôm nay tôi thay mặt công ty đến giải quyết vấn đề trong hợp đồng, khiến bên quý công ty chưa hài lòng. Phía bên công ty đối tác cũng đưa tay ra bắt lại rồi nói. Tôi là Phan Thành, phó giám đốc công ty này. Rất vui khi gặp anh và cũng xin lỗi để anh chờ lâu. Bây giờ chúng ta lên phòng họp thôi. Sau đó Hoàng Hải cùng trợ lý đi theo Phan Thành lên phòng họp. Ngồi ổn định thì Hoàng Hải cầm sấp tài liệu mở ra xem và nói. Tôi nghe nói bên anh phản ánh cho chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng với vật liệu không đúng với trong hợp đồng đúng không ạ?" Phan Thành nghe Hoàng Hải nói thì trả lời lại, "Đúng rồi, tòa nhà cần có móng vững chắc mới trụ nổi, mà bên anh làm như vậy sau này có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi đây. Hiện tại tôi mới ra Hà Nội chưa kịp ra ngoài công trình, không biết anh có thể đi cùng chúng tôi ra đó khảo sát tình hình được không?" "Không vấn đề gì." nhưng bên tôi yêu cầu bên anh phải giải quyết triệt để vấn đề này nếu không chúng tôi sẽ làm việc theo hợp đồng chúng tôi đồng ý ngay lập tức Hoàng Hải Phan Thành và hai anh trợ lý cùng nhau đến công trình đang xây dựng qua một hồi kiểm tra thì quả thật lỗi là do bên anh đã chọn vật liệu kém chất lượng để xây móng Hoàng Hải quay sang thương lượng với Phan Thành hẹn sau hai ngày sẽ giải quyết cho họ Nhận được đồng ý của Phan Thành, Hoàng Hải cảm ơn rồi đi tìm chủ thầu để nói chuyện. Mỹ Linh ở công ty làm mãi thì cũng đến giờ tan làm. Cô ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho gọn rồi xách túi đi về. Dọc đường cô ta ghé tiệm hoa, mua một bó hoa hồng và một ít trái cây đem theo. Khi tới nhà Hoàng Hải, trong đầu cô ta bỗng lóe lên một kế hoạch khá thú vị mà bà Thảo sẽ là người giúp cô ta. Nghĩ vậy, Mỹ Linh hài lòng vô cùng. Cô ta không quên cười nhếch mép trong lúc bấm chuông cửa. Bà Thảo đang đi dạo xung quanh vườn thì nghe tiếng chuông cửa, bà nghĩ Hoàng Hải đi công tác về nên liền đi nhanh ra mở cổng. Nào ngờ khi mở cổng ra, thấy người đứng trước cổng lại là một cô gái, bà liền lên tiếng. "Cô gái, cô đến đây tìm ai vậy?" Mỹ Linh đứng quay mặt ra phía trước nên không biết bà Thảo đã ra. Cho tới khi bà nói thì cô ta mới quay lại mỉm cười nói: "Con chào bác Thảo, con là Mỹ Linh đây. Bác không nhận ra con hả?" "Ủa, Mỹ Linh hả con? Dạo này xinh gái quá, bác nhận không ra luôn rồi. Sao lâu quá mới đến thăm bác vậy?" "Dạ, con cũng vậy thôi bác, chứ có xinh đẹp hơn đâu." "Bác khen thế làm con tưởng thật đấy ạ." À? "Thôi con vào nhà ngồi chơi với bác đi dạ sau đó bà thảo đóng cổng lại rồi cùng mỹ linh vào nhà vào tới nhà mỹ linh để bó hoa với giỏ trái cây trên bàn rồi ngồi xuống cạnh bà thảo mà nói con có bó hoa với giỏ trái cây gửi tặng bác gần đây ở công ty bận quá nên con không tới đây thăm bác được bác đừng buồn con nhé bà thảo đánh yêu lên tay mỹ linh rót ly nước đưa cho mỹ linh rồi trả lời có gì đâu mà buồn con bác nghe mẹ con nói thời gian này con cũng nhiều việc đi gặp khách hàng suốt mẹ con còn bảo không nói được chuyện với con nữa kia kìa nên bác không trách gì con đâu mà lát nữa con ở đây ăn cơm cùng bác nha bác trai đi ăn cùng hội bạn thân rồi hoàng hải thì đi công tác bác ăn có một mình buồn lắm dạ mà anh hải đi công tác lúc nào vậy bác hôm qua con vẫn gặp anh vậy mà sáng nay đi làm con lại nghe mọi người nói anh đi công tác nó đi tối qua đó con dự án ngoài hà nội không biết có vấn đề gì mà đêm hôm nó phải đi luôn cũng chưa thấy nó gọi điện về cho bác nên không biết mọi chuyện ổn chưa bác yên tâm đi anh hải là người rất giỏi nên anh sẽ giải quyết được thôi ạ à? ờ ừ, bác cũng mong vậy con ngồi chơi chở bác tí Bác vào nấu món giò heo hầm thuốc bác xong Rồi chúng ta ăn cơm Dạ bác cho con vào trong Có gì con phụ bác Chứ ngồi đây một mình con cũng buồn bác ạ à. Bà Thảo nghe vậy chợt nhớ lại cái lần Mỹ Linh tới đây ăn cơm Dành phần rửa chén Mà làm bể hết mấy cái Nên bà xua tay nói Không cần đâu Bác hầm sắp xong rồi Vậy con gọn trái cây để tí nữa ăn tráng miệng nhé Bà Thảo gật đầu rồi đi vào bếp, còn Mỹ Linh thì đi rửa trái cây rồi gọt bỏ vào đĩa. Tầm 30 phút sau thì món giò heo hầm thuốc bắc cũng xong. Bà Thảo múc ra tô, còn cô Bảy thì dọn cơm. Mỹ Linh cũng phụ bê chén đũa ra. Vì hôm nay chỉ có bà và Mỹ Linh nên bà Thảo nói cô Bảy ăn cùng cho vui. Ngồi vào bàn ăn, Mỹ Linh gắp thức ăn cho bà Thảo rồi nói. Con mời cả nhà ăn cơm ạ. Bà Thảo mỉm cười rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, cô bày dọn dẹp rửa chén, còn bà Thảo thì kéo Mỹ Linh ra ghế sofa ngồi nói chuyện. Mỹ Linh ăn miếng cam rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Có chuyện này con không biết con nên nói với bác không nữa, nhưng mà không nói thì trong lòng con cảm thấy áy náy, với con sợ sau này có gì bác trách con, sao biết mà không nói cho bác nghe." bà thảo thấy vẻ mặt mỹ linh nghiêm trọng nên liền hỏi có chuyện gì mà bác thấy đang vui mà con nhắc tới thì mặt nghiêm trọng quá vậy mà con thấy ấy náy vậy chẳng lẽ việc mà con muốn nói đến liên quan đến hoàng hải nhà bác ôi bác tài thật đúng là chuyện mà con muốn nói có liên quan đến anh hải mà đúng hơn là liên quan đến người yêu anh hải bác ạ à. chuyện gì vậy con mau mau nói cho bác nghe con bé đó lại vòi gì hoàng hải nhà bác sao dạ cô ta vòi gì anh hải nữa hay không con cũng không rõ nhưng chuyện con muốn nói cho bác nghe lại đánh giá được con người cô ta đó bác mà chuyện này là chứng kiến tận mắt luôn bác ạ à. khi đó con đã hết sức ngỡ ngàng con tưởng mình nhìn nhầm đó bác con đã chứng kiến chuyện gì của con bé đó mà sao con lại gặp con bé đó vậy dạ hôm đó con đi gặp khách hàng bác ạ à, mà vô tình sao cô ta lại cũng ở quán đó nên con chứng kiến khi đó cô ta đang bị đánh ghen và vợ của cái người mà cô ta cặp đang mang thai bụng to vượt mặt nữa chứ con không nghĩ cô ta lại tệ đến mức đó luôn đó bác như sợ bà thảo không tin mỹ linh lấy điện thoại ra mở lên đoạn video đưa cho bà thảo xem rồi nói đấy bác xem đi con thấy họ đăng trên mạng xã hội nhiều lắm nên con lưu lại cho bác xem vì sợ con nói bác không tin Bà Thảo xem đoạn video xong thì ngỡ ngàng Không nghĩ người yêu của con mình lại như vậy Đã quen con trai bà moi tiền chưa đủ hay sao Mà còn đi cướp chồng người khác Thật không chấp nhận được mà Bà uống ngụm nước rồi trả lời Mỹ Linh Sao trên đời lại có loại con gái vô liêm sỉ chắc nết như vậy chứ Không được, bác phải nói chuyện lại với Hoàng Hải thôi Nhà này không bao giờ chấp nhận loại người như vậy bước chân vào đây nghe bà Thảo nhắc đến Hoàng Hải thì Mỹ Linh giật thoát mình. Cô ta khẽ run rẩy trong lòng khi nhớ đến những lời anh cảnh cáo. Nhưng cô ta vẫn Thảo Mai nói: "ấy, bác đừng nói anh Hải biết là hư bột hư đường hết. giờ anh Hải đang si mê cô ta, nên bác càng phản đối thì anh Hải lại càng lao vào. con sẽ giúp bác kéo anh Hải ra khỏi cô ta. bác tin tưởng ở con nhé. nếu được vậy thì tốt quá. chăm sự bác nhờ con nha Mỹ Linh." dạ mà bây giờ cũng muộn rồi con phải về không ba mẹ con lo mà con có hỏi được số điện thoại của cô ta không biết bác có cần không để con ghi lại cho bác nhớ có khi bác cần gọi hỏi cô ta về anh hải thì ừ con về đi hôm nào ghé thăm bác nha mỹ linh mỉm cười đưa số điện thoại của thu trà mà cô ta lấy được từ điện thoại của nam vào mấy lần tới quán rồi chàng bà thảo đi ra trước bắt taxi về ngồi trên xe cô ta khá hài lòng về những gì vừa xảy ra. Hoàng Hải sẽ chỉ thuộc về Mỹ Linh này thôi. Sau khi Mỹ Linh về, bà Thảo thở dài ngao ngán rồi lên phòng nằm nghỉ chờ ông Mạnh về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Kiếp này ta yêu nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện mới tiếp theo.